À, em chào các bác nhé, lại là em đây. Hôm nay thì đi vào trong cái khe này. Chú từ trên kia xuống á. Đang ngồi và đang ngồi đây thì lấy được bó thuốc rồi. Thì hôm nay không đi xa đâu, chia sẻ với các bạn. Hôm nay em đi lấy cây thuốc về nấu thuốc xoang cho các bác bệnh nhân thôi. Tại vì khá nhiều bác dặn em lâu rồi nhưng em chưa lấy được. Một lần em chỉ nấu được mấy chai xong em lại gửi hết cho các bác thì xong em lại thôi, lại không nấu ấy. Đây, chia sẻ lại với các bạn là cây bòn bọt này, được chưa? Cây bòn bọt tía này. Cây bòn bọt tía thì nó có công dụng gì nhiều ạ? Chia sẻ lại với các bạn, cây bòn bọt tía nó cho có trong bài thuốc chữa phù thận, suy thận, chữa gan, chữa gan B, gan C, dạ dày, tá tràng, phân nát, phân lỏng. Cây bòn bọt tía này nó là một cái vị thuốc rất là tốt luôn. Đấy, các bạn bị dạ dày tá tràng thì các bạn dùng cái bọt bọt tía này với lại cây quế châu á, hôm qua em đi lấy á, kết hợp với nhau, hai cái này đu uống thôi thì nó cũng có thể cải thiện được cái tình trạng phân nát phân lỏng của các bạn rồi. Tuy nhiên em bảo rồi, nó chỉ cải thiện được, nó chỉ đỡ được thôi khi mà các bạn muốn chữa bệnh ấy, thì bắt buộc các bạn phải hỏi thầy thuốc thì thầy thuốc người ta mới biết lấy thuốc cho các bạn được. Còn nếu mà hướng dẫn cho các bạn là hướng dẫn cho cái tình trạng của các bạn đang bị ấy, để các bạn nó đỡ thôi, chứ không phải là cứ lấy cây thuốc kia về uống là được đâu, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cây bọt bọt tía nhá các bạn nhá. Ngoài ra cái rễ của nó thì dùng trong bài thuốc gì ạ? Ngoài ra cái rễ của nó thì dùng trong bài thuốc sâu răng, viêm lợi, ngậm súc miệng sâu răng, được chưa? Đấy, còn một cái công dụng nữa mà hôm nay thì em mới có dịp đi lấy, em chia sẻ cho các bác luôn cả hai cây thuốc luôn này. Đây là cây bọt bọt tía này và cây này là cây cỏ hôi này. Đấy, đây cho các bạn xem này. Đấy, cây này là tiếng Tây gọi là cây nhả khí mu đấy. Đấy, cây này này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Hoa nó này. Bạn nhìn kỹ nhá. Đấy, thì mình sẽ lấy cây này nữa. Nhưng mà cây này nó cũng có hai loại nữa. Này, một loại trắng và một loại tím này. Lúc này em vẫn lấy cả loại trắng nữa. Nhầm á, kể được không sao. Một loại trắng với một loại tím này. Một loại nó tím như này thì các bạn lấy cái hai loại này về và bắt buộc riêng cây thuốc xoang nhé, các bạn phải rửa sạch và quan sát thật kỹ luôn. Về xong những cái thuốc này này về các bạn rửa sạch đi, rửa bằng nước sạch đi, hoặc để ráo nước đi, nhặt hết những cái già cái này đi, sau đó là các bạn đun thật đặc cho em, đun cả hai cây thuốc này vào thật đặc cho em, được chưa? Đun nó thật đặc, sau đó là mình chắc nó ra, nó thành cái loại nước đặc nhưng mà không thành cao, nó lỏng, cũng không như cao lỏng mà nó lỏng. Các bạn phải biết cách nấu thế nào để khi mà mình nó vẫn là dạng nước nhưng mà nó hiệu quả nó rất là cao, nó là cô đặc của những cái này. Sau đó mình rõ vào muối, thì khi các bạn rõ cái này vào muối ấy, thì những cái bạn bị viêm xoang này, ngạt muối này, vấn đề về muối này thì nó sẽ được thông. Tuy nhiên nó sẽ có vị sót, nó cay mà, cái này nó cay, nó khi mà các bạn rõ vào muối thì các bạn sẽ bị sót, cho nên là các bạn phải sao ạ? Và các bạn cảm thấy mệt, khó thở, khó lúc các bạn vừa rõ vào thì các bạn rất là khó chịu. Nhưng mà đó chỉ là một hai lần đầu khi các bạn rõ thôi. Đấy, bởi vì nó chứa loét ở trong cái muối, ổ muối của các bạn mà, xoang trái xoang phải của các bạn mà. Thì nếu mà như thế, nếu mà khi mà các bạn rõ vào các bạn bị khó chịu á, thì các bạn sẽ làm cho em là các bạn lấy cái gừng á, một củ gừng các bạn nấu lên và các bạn cúi xuống các bạn xông. Xông cái mũi của các bạn á. Thì sau đó thì nó sẽ đỡ dần và các bạn cứ thế các bạn dùng thôi. Kể cả cái này nó có, khi các bạn rõ thì nó có lỡ, nó có chảy xuống miệng nhất thì cũng không sao, bởi vì nó là cây thuốc, nó không có độc đâu các bạn ạ. Chẳng qua là nó khó chịu thôi. Đấy, các bạn bị dị ứng mũi thì các bạn chú ý như thế. Còn khi mà các bạn rõ vào như thế một thời gian thì các bạn cứ kể cả tắc mũi đến mấy mà. Tắc mũi là viêm xoang ấy, nó ở trong những cái ổ dịch, những cái nhờn ở trong mũi của các bạn ấy, các bạn rõ ra thì nó một thời gian nó ra rất là nhiều luôn, nó ra đầy luôn và các bạn sẽ dễ chịu luôn. Cái bài thuốc này thì em áp dụng cho rất là nhiều bệnh nhân và áp dụng cho gia đình của em thì chồng của em bị xoang, và cái xoang thì nó là một cái rất là vô lý là nó di truyền. Em có thằng con trai, thế là bạn ấy cũng lại bị di truyền từ ba bạn ấy, thế là bị ngạt mũi, bị xoang rất là khó thở, đặc biệt là mùa đông này, hoặc là thế nào là cứ kêu trời kêu đất lên, nhưng mà khi mẹ bào chế ra được
bài thuốc này dùng rồi thì rất là ok luôn, nó an toàn luôn các bạn. Cái việc dùng cái xoa, dùng cái bài thuốc này thì nó đơn giản lắm. Các bạn chỉ cần cho vào cái lọ mà mình các bạn mua ở tiệm thuốc tây á, cái lọ xịt mũi á, đấy, cái lọ gió mũi các bạn về, về không các bạn đổ cái lọ kia đi, hoặc là các bạn đổ cái nước này vào, cái nước xoang mà mình tự nấu này vào, không là các bạn xịt hàng ngày thôi. Và rất là tiện lợi luôn, một lọ coca thì có một lọ không đổ thì các bạn dùng được cả năm, các bạn đến ngăn mát tủ lạnh cho em. Sau đó là khi mà các bạn dùng hết, dùng lâu quá rồi ấy, thì các bạn lại lấy ra các bạn đun lại cái thuốc đấy, xong là các bạn dùng thôi. Thậm chí là có bạn chỉ dùng một thời gian thôi thì không phải dùng rồi, thì nó khỏi rồi. Xoang đối với em thì em không cho các bạn uống, chỉ cần các bạn duy trì thôi, các bạn duy trì, các bạn sử dụng thôi. Bởi vì nếu mà để tìm hiểu sâu xa về bệnh xoang ấy thì nó liên quan đến nhiều tạng lắm. Nó liên quan đến nhiều tạng, nó kiểu như là không được thông, nó bị tắc lại, nó dẫn đến mù miếc ở trong cơ thể mình. Thì thực ra thì nó cũng ở dưới dưới lên hết thôi, đúng không? Từ dạ dày, từ gan, từ thận mình hết. Vậy nên là để mà uống thì em không cho uống, em chỉ cho gió thôi. Và để phân tích về cái bài thuốc xoang thì nó sẽ dài dòng lắm, cho nên là không cần phân tích đâu. Đấy, bạn nào mà bị xoang mà chưa có cái thuốc nào mà để xử lý ấy, thì các bạn có thể gọi cho em để em gửi cho các bạn thôi, để các bạn mang về các bạn dùng thôi. Cái thuốc xoang này thì nó không, nó đơn giản đâu. Các bạn mua một lọ 100.000 về là các bạn dùng được cả nửa năm rồi nhé. 100.000 thôi là các bạn dùng được cả nửa năm rồi. Tuy nhiên các bạn chú ý nhé, em không bao giờ gửi đơn hàng 100.000 đâu bạn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì em không, cái này nó phải đóng rất là khó. Với lại nhiều lúc em đông quá, em đông bệnh nhân quá, em phải cho người ta về đóng cho. Đấy, em phải thuê người về đóng nữa. Vậy nên là khi mà các bạn muốn lấy hàng gì với em, lấy thuốc gì với em, các bạn phải lấy từ 150.000 trở lên thì em mới gửi cho các bạn nhé, các bạn nhé. Mặc dù em chỉ bán mỗi chai thuốc xoang 100.000 thôi, nhưng các bạn phải lấy cái gì nó đến 150.000 thì em mới gửi thuốc cho các bạn, được chưa ạ? Vậy thôi, em chào các bạn. Hôm nay thì cũng không lấy gì nhiều thuốc đâu, chỉ lấy vài cái thuốc này thôi, chia sẻ cho các bạn vậy thôi. Còn nếu mà các bạn nào mà đang bị xoang ấy mà không mua ấy thì các bạn có thể tự nấu được, và các bạn chắc ra được đấy nhá các bạn nhé, các bạn tự nấu được, không sao cả, các bạn tự nấu được, nó không, nó các bạn tự nấu sẽ không được như em. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là thầy thuốc thì chắc chắn nó có cái mẹo riêng rồi, đấy là một người thầy thuốc có một cái mẹo chia sẻ với các bạn hết được. À, ngoài ở đây thì còn có một cái thuốc đâu nhỉ, em muốn lấy một cái thuốc này, cái thuốc này cho em bé này. Đấy, em vào khe này em nhìn thấy cái thuốc này này, đấy lấy cái này về để tắm cho em bé sau sinh nữa này, cái này đây các bạn nhìn thấy chưa, đấy cũng tím này, đẹp như cây rau húng ấy đúng không, như cây rau 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 mì ăn đấy, nhưng không phải đâu, cái này tắm cho em bé thôi. Thôi em chào các bác nhé.